thì ông bảo là sang sửa thôi, cứ sang sửa thôi. Cứ... và hỏng thì mượn làm quay phát là nổ đúng không? Cái con máy này còn ngon rồi xem. À kim này thì ngon lắm. Đấy thế mà để có đến giờ nào đi bố cũng 4 tháng rồi. Đấy có 3 tháng mà đã bị như thế này rồi các bác này. Đây đấy. Đây. Đây cái đây là bị kênh nấm rồi. Kênh nấm này. Đấy quay có đóng nhét đâu. Thế nên là vẫn dặn các bác là phải quay định kỳ hàng tháng hoặc 20 ngày quay lần. Nó tít mù nó lên. Thì không bao giờ nó bị thế này. Vâng thì đa phần là thế các, đa phần là các bác máy cày hay là máy, tất cả máy cày máy nổ đều như thế, đều cứ để đến lúc cần dùng đến mới nôi ra mới dùng. Đây cái kia là cái hiện trường của lần trước, hình như là ông đã có đây này, cái hiện trường cái nền đất này này. Đó thì 100% là ông đã đổ một đổ cái gì vào đây rồi, xong rồi ông tháo bô xá ra để quay cho nó phọt ra đây rồi, nhưng vẫn không được, không biết có phải thế không, bây giờ phải chỉ có đoán thôi. Thế bây giờ cứ để yên để nộp thứ mồi cho tí nhốt vào. Cái trường hợp này là kênh nấm rồi các bác này, đây này đấy, kênh nấm rồi đấy, có thấy nó xì chưa này. Đấy nó xì, nó hở bên nấm hút đây này, cái tiếng nó xì ở bên hút này, cái bên hút thì là bị bên nấm hút đấy. Cái với cái trường hợp như thế này thì các bác cứ tháo cái bô xả ra này, mồi chứ ít nhớt nhớt ở đây, nhớt máy nổ đấy, nhớt cũ cũng được, phải mồi nhớt nhá chứ đừng mồi dầu. Đấy ôi nè các bác nhìn thấy chưa, nè thấy chưa, trông rồi han quả đấy chưa, đấy này thấy chưa, hấp hơi nước vào đấy, nó hấp hơi nước nã này này, vẫn còn giọt nước bên trên đấy. Thế nên là vẫn dặn các bác là phải nổ hàng tháng, nhất là cái mùa nồm ấm này là phải nổ hàng tháng lên đấy. Với cái trường hợp này nhá các bác, phải tháo ra các bác cặp hai tay ở hai bên cái cánh quạt này, về chưa đây này, để gõ này. Đấy các bác cứ gõ như thế nhá, gõ như thế, cứ gõ ốc. Đấy. Đây nếu mà trường hợp mà không được là phải tháo ra, là phải thay nấm. Tháo ra không được là phải thay nấm. Nghe có vẻ nữa. Mấy vẻ? Vâng, cho cháu. Đấy các bác gõ như thế để cho nó có đây là xử lý thôi, xử lý xem có được không, nếu không được là phải thay nấm. Con này khả năng không ổn rồi, vẫn xì lắm các bạn, đấy xì lắm. Xì. Xì lắm không được. Có phải lấy cái gì không? Có phải lấy cái gì không? Càng ngày nó lại càng nặng ra thế nào nhỉ? Hả? Dạ. Có phải lấy cái gì không này kia?
Không ạ. Tôi cứ dĩa để vất ra đây cho nó thấm thôi. Bạn lên nữa dĩa đây còn dĩa chúng tao nâu nữa. Càng ngày càng nặng da thì chết không chứ. Ô, khả năng ngon rồi, khả năng ngon rồi. Khả năng căng hơn rồi. Các bác có nhìn rõ không? Đấy, xem này. Ôi thế mà lại ngon. Tưởng là phải tháo ra thay nấm nhưng mà không phải thay nữa rồi ạ. Không, cháu biết thì cháu biết rồi nhưng mà cháu còn đang muốn xử lý cho nó không phải thay. Không, không phải thay. Ủa, bà lại thích thay à? Thì cứ làm ngon làm sao ngon mà bỏ rẻ cho bà này được cái gì? Rồi. Làm ngon bỏ rẻ đây là đúng làm ngon bỏ rẻ nhá. Không. Bà không ở nhà bố nó bỏ như thế. Ông thì cứ bảo là phải nó cứ làm ngon cho ông đúng không? Ông với bà đây thì cứ vô tư rồi. Nhưng mà cháu vẫn làm ngon. Ngon nhưng mà còn bỏ gì ác cơ. Thế như thế này. Đấy các bác thấy chưa, nếu mà không kiên trì gõ gõ thêm một ít nữa là khả năng là tháo ra thay nấm. Đấy đã cũng đã tính là thấy không ổn là phải thay nấm rồi. Nhưng mà chỉ cần gõ thêm là một ít nữa, gõ kiên trì gõ lâu lâu là ngon lành rồi, giờ này giờ là nổ ngon rồi. Đây các bác hơi căng đét cái này là sao không nổ này, thấy chưa, thế đây này, đã dặn các bác bao nhiêu lần là phải nổ hàng tháng đấy, lần này dặn có ông nữa mà dặn rồi chứ không không dặn đâu đúng không ạ. Cháu vẫn dặn là phải nổ hàng tháng lên. Giờ cháu cứ để y này, cháu không thèm nổ nhưng mà để tí ông về ông quay phát nổ ngay. Quay phát là nổ. Tua cho mấy vòng xoay như thế này. Bà còn đâu nhớt nó bắn đấy. Còn cái máy cày nữa ấy. Mấy này không nổ, mấy này không nổ. Hết đấy. Dạ. Chắc ông về mình sẽ có máy cày đấy thôi. Vâng. Đấy các bạn thấy không? Thì quay vào là cho nhớt, cho quay nâu nâu vào cho cái nhớt mình mồi nó đẩy hết ra, không là nó rật nó nổ ngược. Nó còn nhớt ở trong là nó căng, nó nổ ngược đấy. Đấy, các bạn thấy cái hơi thế này cơ mà. Nè, hơi nấy thì tưng tưng như này cơ mà. Làm sao lại không nổ chứ. Cho nó nổ cái cho nó sướng này. Gật luôn cho nó nổ nhé.
bảo nhả hết ra đi. À hôm nọ là ông cũng mồi tí nhớt vào vô như mọi lần cháu báo hả? Ừ đúng rồi, cho đây. Thế là đấy cháu nhìn hiện trường cháu đoán là ngay mà. Với lại nhìn cái cổ bô xá là cháu biết là ông vừa thế là hồng nó sang bổ của bác bị ấy rồi. Dạ. Của bác bị thổi doang. À bị thổi doang đấy cũng chuẩn đoán đấy. Ừ thế là bố thổi doang bố. Chuẩn đoán. Ông nổ lại cháu xem nào. Ông nổ lại đi. Vừa mới nổ ngon lành đấy, cháu làm ngon lành cho ông rồi đấy. Thế ạ. Dã man. Dã man. Ừ, đâu rồi? Tay quay đâu rồi? Cháu tay quay cháu để bên dưới. À đâu, cháu để bên máy bên kia vừa cháu quay cái máy cày. À ha. Cái cày. Mấy cày ông mình cày không mày mẹ mày ông mình quay có nổ. Ừ. Nó tí là cháu bảo cái máy đấy. Ông cứ nổ con này đi cho nó con nào cho xong con đấy xong rồi cháu bảo ông đi đã. Thế mình nói là cái máy bơm từ nọ này có thì không vất vả mẹ bơm bơm. Mấy thế là con này nó ông để từ vụ trước nhỉ? Ừ. Vâng. Để vụ trước tạm bận. Cũng để mấy có ít rồi 2-3 tháng luôn. Quay nhiều ra để nổ nhiều nó không có khuất, vào đổ nước nó không có khuất kia. Thế vừa thì cháu cứ nổ chán thì không phải gì đâu. Nó nổ thì cứ để nổ. Cháu nổ được ra không đổ nước vào. Đấy cháu dặn ông rồi đi, sao ông cũng nổ hàng tháng rồi cháu? Nhà thì có thời gian đâu mà nổ. Thì nổ có tí 5 phút. Thằng này thì nổ được ít cái này. 5-10 phút cái là xong thì nổ lên máy bất kể cái máy nào cũng thế. Đấy cháu đã bảo rất nhiều lần rồi. Báo tất cả mọi người rồi. Là nổ đấy cái trường hợp của bác là của ông là nó cũng như thế. Nhưng mà cái này là nó khó nổ từ trước rồi. Nên đồng là tao không phải chờ đợi mới nổ nữa. Thế hôm nay là nó ngoan ngoãn nhẹ rồi. Đấy. Trước nó khó nổ á? Ừ. Trước là ở trên đồng là nó lên đồng là quay phải 5-7 phát. Ừ. Ừ. Thế hôm nay nghe nổ nghe nó thoát như thế là được rồi. Thế. Đấy ông phải nổ định kỳ chứ cái của ông này là cái hơi nó còn ngon. Thôi nấm còn được mà đấy thì lúc vừa nó chỉ bị kênh nấm thôi thì cháu xử lý cho ông thôi. Còn cái con máy kia thì làm sao không? Con máy này là nó cứ nổ bắt đầu là đến sang cái giai đoạn 2 tắt đi rồi là bắt đầu là con cứ lồng ngược. Con cứ lồng ngược ấy. Dạ sợ to mà quay rồi cũng lồng ngược. Không phải lồng ngược là do là cái là do là ấy. Do là quay này kém, con máy của ông quay này kém dây của do nó căng. Ừ. Tao cũng đang phản đoán 99% là tay tôi nó căng quá trong nó mình chưa vượt được nén nó vật lại. Đấy cái của ông dây căng, thế mà nếu mà dây mà không căng thì lại trượt thì lại yếu tải. Ừ. Thì bám tải lại yếu, đâm ra là cái con máy này là phải quay mạnh thì mới nổ được. Ừ. Vâng, cháu quay cũng còn thấy nó nặng. Ừ. Bởi vì dây là căng. Ừ. Nhưng mà nhá trùng ra thì lại trượt. Không có tải. Thì lại yếu. Đấy. Đây cái con máy này của ông là ông thay được cái ống dầu đúng không? Đúng rồi, mới thay ống dầu cái loại han ấy rồi. Ông thay ông con của ông là ông thay được đúng không? Cái ống này ông thay được đúng không? Ừ. Ông thay ngay cho cháu cái ống dầu đi. Ừ. Ống dầu ông này mới nè. Đi, ông mới đi. Không, ống dầu này mới cũng hao thay bởi hỏng rồi. Đến bây giờ là hỏng rồi. Đã nổ cái gì đâu? Mới nó bắt đầu mới thay mới chạy ra. Đi được mỗi dùng mạ. Hỏng rồi. Cháu cứ biết là nó hỏng rồi. À thế hả? Vâng, ông lại về thay ông khác. Ừ, thế để mua đắng bao nhiêu, tôi thay lại thay. Mới chắc từ vụ trước thì không? Không, mới mua đưa ra bừa cái dùng mạ gọi điện cho mày đấy. Dù kinh mới thay mà đã hỏng rồi tải nhỉ. Đấy, đã bục rồi các bác nhá. Để ướt sũng rồi, ống đầu này. Ừ. Là bị không khí vào là ia. Là hở đây. Có phải như thế hay là ướt nhẹp máy đây này. Phải, ông yên chí. Lúc nào ông rẽ vào ông mua ông vặn hai con ốc rồi ra là xong. Thế thôi, cái đấy thì ta đơn giản. Nó thay xong đấy. Cái đấy ta sờ được, còn các thứ khác là tao đã hẳn vâng. Mà chỉ có gọi anh rằng thì không này. Gọi thằng nào rồi. Và vừa cho nổ rồi, còn nổ ngon. Máy còn nổ chắc lắm. Đúng rồi. Vâng, thế thôi, không có gì. Không nhá. Thế.